Dù không sở hữu sức mạnh tiềm năng lớn như Son Goku hay Vegeta, nhưng Piccolo vẫn là một trong những nhân vật phụ được xuất hiện xuyên suốt trong bộ truyện Dragon Ball. Cũng như nhiều bạn bè khác, anh chàng da xanh này luôn ẩn chứa rất nhiều bí mật thú vị. Chào mừng các bạn đã đến với Shonen Action. Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về top 10 sự thật có thể bạn biết rồi về Đại Ma Vương Piccolo. Sự thật đầu tiên, tuổi của Piccolo nhỏ hơn rất nhiều so với Gohan. Anh chỉ có 4 tuổi khi huấn luyện Gohan, người Namek tăng trưởng và già rất nhanh so với con người và người Saiyan. Các bạn có thể thấy Piccolo đã hoàn toàn trưởng thành khi anh 3 tuổi và tham gia đại hội võ thuật. Sự thật số 2, Piccolo là một nhân vật mạnh nhất. Điều này được xảy ra khi ông kết hợp với Thượng Đế để trở thành siêu Namek. Khi trở thành siêu Namek, chỉ số cơ bản của anh ta đã mạnh hơn so với Goku và Vegeta. Sự thật số 3, Piccolo là nhân vật yêu thích của Akira Toriyama. Sự thật số 4, như chúng ta đã biết, Piccolo là một đại ma vương, nhưng ông lại hạ mình để hy sinh cho đứa học trò của mình là Gohan. You to run. If you don't go now. Please don't die. My dad will be here to save us any minute. Please, just hold on. Little runt. I guess the order I'll kill you in has changed. But you'll all be dead in the end. What a pathetic end. The once great Demon King Piccolo sacrifices himself to save a kid. Oh, run. Mr. Piccolo! Go on. You're the only one I've been able to call a friend. I want to thank you. It's been a pleasure. No! Stay strong. Go on. No! Số 5. Máu của Piccolo đã được nhìn thấy màu đỏ và thay đổi thành màu tím trong Dragon Ball Z. Sự thật số 6, Piccolo là người cao nhất trong nhóm chiến binh Z, chiều cao của ông là trên 1m83. Sự thật số 7, Piccolo là tên của một nhạc cụ. Sự thật số 8, Piccolo, thánh bất tử về nhan sắc trong truyện Dragon Ball. Sự thật số 9, Piccolo là kẻ thù của chị Hằng vì Gohan đã bị hóa thành con khỉ đột khổng lồ, trở nên mất kiểm soát và phá phách mọi nơi, sớm nhận thấy tất cả vấn đề của Gohan xuất phát từ mặt trăng, nên Piccolo đã buộc phải vận hết nội lực tung đòn phá hủy ngôi nhà của chị Hằng. Sự thật số 10, Piccolo là người Namek. Người Namek không có giới tính nữ bởi vì họ sinh sản bằng cách đẻ trứng từ miệng, giống như các loài lượng tính. Thật ghê tởm. Mình nghĩ rằng Vegeta sẽ lại chấp nhận để có cơ hội tiêu diệt Black, và từ đó mình hy vọng sẽ có trận chiến giữa Gogeta và Black Goku. Fusion! Ha!